Chúng tôi kính chào quý khán thính giả xa gần khắp nơi. Hôm nay chương trình đặc biệt ngày thứ sáu 30 tháng 12 2016 của diễn đàn Việt Forum và Việt News TV. Chúng tôi gồm có Võ Đức Văn, bác sĩ Tuyên Nguyễn và anh Hùng Lý Tống. Xin trân trọng kính chào. Xin mời bác sĩ Nguyễn Tuyên. Kính chào quý vị. Ngày hôm nay thì cũng như là ngày cuối năm mà chúng tôi có những cuộc bàn đàm để anh em chúng tôi có thể ngồi lại với nhau thảo luận về những vấn đề thời sự trong năm. Mời Lý Tống. Kính thưa quý vị, tôi là Lý Tống. Tôi ở San Diego, có dịp xuống để thăm anh em, cho nên cùng ghé qua đây để gặp các thân hữu và luôn tiện tham dự cái cuộc mạng đàm này để nói về chuyện tình hình thế giới và đất nước. Kính thưa quý khán thính giả xa gần, chương trình hôm nay rất là đặc biệt bởi vì có thể nói rằng đây là những cái giai điểm mà rất là quan trọng, chuyển động của một chính phủ mới sắp nhậm chức để cầm quyền của đất nước Hoa Kỳ. Chúng tôi muốn nói đến chính phủ Donald Trump. Thì trong những ngày tháng tới, chúng tôi cũng hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý thính giả, khán thính giả xa gần biết được một cái sinh hoạt mới của những anh em trẻ chuẩn bị đưa ra để đáp ứng những cái nhu cầu chính trị cho Việt Nam. Đó là cái tổ chức gọi là Diễn đàn Việt Forum. Thì hân hạnh buổi hôm nay chúng tôi muốn sơ lược để mời tất cả quý đồng hương xa gần về tham dự cái đại hội giới thiệu Diễn đàn Việt Forum mà chúng tôi tạm gọi là Hội Xuân Cứu Nước, sẽ được tổ chức tại thành phố Westminster vào ngày Chủ nhật 22 tháng 1 2017. Trong cái chương trình đại hội đặc biệt này sẽ có nhiều tiết mục, đặc biệt nhất là phần trình bày của các giới trẻ quan tâm đến vận mệnh và chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chúng tôi muốn mời bác sĩ Tuyên cho đôi lời cảm nghĩ về vấn đề cái Diễn đàn Việt Forum. Kính thưa quý vị, như quý vị biết thì trong những ngày tháng qua thì anh em trẻ chúng tôi miền Nam California cũng như là một số nơi đã có những cái cuộc gặp gỡ và qua những cuộc hội thảo chính trị thì chúng tôi có đi đến quyết định là sẽ có một cái diễn đàn gọi là Diễn đàn Việt Forum. Trên diễn đàn này thì sẽ mở rộng cho tất cả các hội đoàn, các chính thể cũng như là các đảng phái và các bạn trẻ, đặc biệt chú trọng chúng tôi nhấn mạnh là các bạn trẻ để mà tham gia với chúng tôi để tìm một cái giải pháp nào đó cho một cái vấn đề dân chủ hóa cho Việt Nam. Thì hy vọng rằng là chúng tôi muốn mời gọi quý vị, chúng ta đều là những người yêu nước, chúng ta đến với cuộc hội thảo này vào ngày 22 tháng Giêng 2017, tức là trước cái ngày mà chúng ta đón xuân Đinh Dậu. Thì trong cái buổi hội thảo này thì chúng tôi đặc biệt có mời các vị trưởng thượng sẽ nói về những vấn đề về Hoàng Sa, đó là những nhân chứng đã từng có những cuộc tham gia vào những cái trận đánh đó. Và ngày hôm đó thì có những cái bạn trẻ cũng đã dấn thân như cô Nancy Nguyễn hay cô Christina, thì sẽ có những cái cuộc thảo luận và mời quý vị đến với chúng tôi vào lúc 12 giờ trưa. Vào lúc 12 giờ trưa tại hội trường ở thành phố Westminster. Như quý vị biết thì một cái phòng hội thảo rất là lớn. Và ngày hôm đó thì chúng tôi đón tiếp quý vị ngày 22 tháng Giêng 2017. Kính thưa quý khán thính giả, thì chúng tôi cũng trân quý tất cả những sự đóng góp, đấu tranh của tất cả các thế hệ cha anh đã bước qua. Chúng tôi là những người tiếp nối và muốn dìu dắt cái công cụ đấu tranh này đến cho các giới trẻ tiếp theo. Thì đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một vị chiến sĩ tranh đấu cho cái công cuộc đòi hỏi dân chủ và tự do cho Việt Nam. Chúng ta không thể quên được, đó là người chiến sĩ Lý Tống của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi muốn chiến sĩ Lý Tống sẽ chia sẻ những cái tâm tư của anh đối với thế hệ anh đã đấu tranh cho Việt Nam, cũng như những cái trăn trở mà những cái hoài bão anh muốn những thế hệ kế tiếp sẽ làm những cái việc gì cho đất nước mình. Thì xin mời chiến sĩ Lý Tống. Kính chào quý vị khán thính giả. Như quý vị biết là trong thời gian qua tôi đã bay khắp nơi, bay Việt Nam 2 lần, bay Cuba 1 lần và dự định bay đi Bắc Kinh cũng như bay Bình Nhưỡng, nhưng phi vụ này không thể thực hiện được là vì có trở ngại trong vấn đề bay bóng. Thì nhiều quý vị mỗi lần gặp tôi cũng thường thăm hỏi sắp sửa có phi vụ gì tiếp chưa. Thì trong khoảng 1 năm trước tôi có viết một bài, tôi bảo là bây giờ muốn lật đổ cộng sản thì cộng sản chết phải có hai cái dịp. Thứ nhất, nếu Trung Cộng chết thì cộng sản thì chết, và thứ nhì là nếu đồng bào trong nước áp dụng cái học thuyết cách mạng đua xe của Lý Tống. Thì như vị quý vị trong lịch sử của Việt Nam thời xa xưa đến nay,
thì cứ một cái triều đại bên Tàu sụp đổ thì những cái triều đại bên Việt Nam có liên hệ hoặc là tay sai hoặc là bị phụ thuộc vào cái triều đại bên Tàu đều sụp đổ theo. Thì bây giờ nếu mà Trung Cộng sụp thì chắc chắn là Việt Cộng sẽ sụp theo, đó là điều thứ nhất. Còn cái học thuyết cách mạng đôi xe là thế nào, chúng ta đã thấy từ trước đến giờ trong nước đã đi biểu tình bao nhiêu lần, đi bộ hạt tòa tòa kháng, nhưng mà tất cả các cuộc biểu tình trong nước hoặc là bị dẹp hoặc là bị bắt. Nhưng mà nếu tất cả các đồng bào áp dụng học thuyết đôi xe, tức là đi biểu tình bằng xe, xe Honda, xe hơi, xe bus, thì chắc chắn là Cộng sản không thể nào dẹp được. Và cái điều đó đã được chứng tỏ qua các cái sự kiện xảy ra. Như quý vị thấy trong những cái dịp mà tất cả những cái đồng bào đi đập phá tất cả các cái cơ sở của Tàu cũng như các nước ngoài, thì là hàng ngàn người chạy trên xe Honda và họ đã thực hiện được ý định là đập phá tất cả những nơi đó mà không bị ngăn chặn. Hay là vừa qua đã có những cái đoàn gọi là ủng hộ bóng đá Hải Phòng, họ đi xe bus và trên đó có những câu như là Hà Nội cái gì cũng có nhưng chỉ thiếu nhân quyền, hoặc là chúng tôi chỉ yêu nước, yêu bóng đá. Thì như vậy họ muốn nói là chúng tôi không thể yêu chủ nghĩa xã hội, là yêu Bác Hồ như những câu kia. Thì và Sài Gòn trong thời gian vừa qua cũng có một cuộc để biểu tình bằng xe hơi, và tại Nghệ An, Hà Tĩnh thì những cái giáo dân Công giáo cũng từng đi biểu tình với hàng ngàn chiếc xe Honda. Thì những cái cuộc biểu tình bằng Honda như vậy vừa qua thì hoàn toàn không bị ngăn chặn, tại vì với những cái người ngồi xe ra thì tôi áp dụng cái học thuyết này là vì trong thời gian ở tù tôi đã thấy những cái dịp mà người ta gọi là bão đêm, tức là có chừng 50 đến 100 chiếc xe Honda nó chạy đua trên xe thì công an hôm nay dẹp được. Thì từ đó tôi mới phát sinh ra cái học thuyết là cách mạng đua xe. Xin mời quý vị anh. Vâng, sẵn đây thì muốn đặt câu hỏi với anh Lý Tống anh. Dạ, xin anh tự nhiên. Cái ý kiến của anh, cái tư tưởng của anh rất là hay, nhưng mà nó có một cái trở ngại như vậy anh. Trong thời gian qua quý vị biết thì Cộng sản Việt Nam rất là dân manh, họ gài người, họ có những công an chìm hay dân luận viên, họ theo dõi những cái người đấu tranh. Vậy thì theo anh thì có cách nào để chúng ta tránh được cái sự đàn áp hay là sự bắt bụi để mà chúng ta có thể thực thi được một cái sự đoàn kết và kêu gọi đồng loạt? Nghĩa là hiện nay chúng ta có những cái nhóm nhỏ như anh nói đó, nhóm nhỏ đua xe, nhóm nhỏ đua xe, nhưng mà chúng ta chưa tập hợp được một cái tập thể đông người thì vì chúng ta bị phân hóa và bị đàn áp. Thì theo ý kiến của anh thôi, thì cách nào để chúng ta tránh? Thì tôi thấy với cái những cái phương tiện truyền thông bây giờ chúng ta có thể dùng vào internet, chúng ta có thể YouTube hay là đặc biệt qua cell phone. Thì với những cái phương tiện lạc như vậy, cũng như ở tại thời gian ở Bắc, ở Châu Phi, họ là dùng những cái phương tiện như vậy để họ kêu gọi nhau. Thì dù có dập Cộng sản, họ có dùng thành lửa hay là bất cứ phương tiện gì cũng thể ngăn chặn tất cả như vậy. Thì chúng ta chỉ bắt đầu hẹn nhau tất cả đều xuống đường trong một ngày nào đó. Nhưng mà trước khi tất cả đi xuống đường như vậy thì tôi đã đề nghị một cái phương pháp khác, là những cái người sinh viên, học sinh là những người sẽ bắt đầu cái phong trào đó. Tức là mỗi buổi chiều đi học về, thay vì họ chạy xe đạp thẳng về nhà, thì mỗi trường là cứ mỗi người một xe, hai người, và họ sẽ chạy theo một con đường nào đó. Từ mỗi trường nhận đường, và cứ mỗi buổi chiều họ cứ chạy hết con đường đó rồi họ về nhà, và cứ tiếp tục trong một vài tuần, thì từ đó cái phong trào nó sẽ lớn mạnh lên. Và chúng ta hẹn một ngày nào thì tất cả đều xuống đường mà đi bằng xe, xe Honda, xe hơi, xe, và chúng ta phải chuẩn bị sẵn gọi là xăng nhớt cơm gạo. Thì chúng ta không những đi một ngày mà từ ngày này qua ngày kia, tức là thay phiên nhau. Bây giờ có thể ta thay ra ba phiên, một phiên đi từ sáng đến chiều, một phiên từ chiều đến tối chẳng hạn như vậy. Ta cứ tiếp tục như vậy thì tôi nghĩ trong vòng vài tuần thì công an, cộng sản, bộ đội cộng sản không thể ngăn chặn được hàng trăm ngàn chiếc xe chạy trên đường. Và thì chúng ta tiếp tục như vậy thì chúng ta có thể lật đổ cộng sản. Kính thưa quý vị cũng như thưa bác sĩ Tuyên với lại chương trình Lý Tống, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với cái tinh thần của chương trình Lý Tống đưa ra, là trong việc đấu tranh cách mạng chúng ta có nhiều phương cách đấu tranh.
cách mạng đua xe là một trong những phương cách đấu tranh để chúng ta tạo được một cái thế mạnh đủ để lật đổ Cộng sản. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin thưa rằng diễn đàn Việt Forum là một cái tập hợp mà sẽ có một cái chương trình hành động được bao gồm cả về hành động vẫn lẫn về vấn đề nhu và cương. Chúng tôi có những cái sách lược mà vận động ở mặt quốc tế vận, vận động ở mặt ngoại giao vận, kể cả kinh tế vận. Đồng thời chúng tôi cũng có những cái mặt trận ở trong quốc nội để tạo được những cái phong trào đấu tranh bằng, chúng ta có thể gọi là vũ trang hay là vũ lực, thì bằng hình thức này hay là hình thức khác, chúng ta làm thế nào để phù hợp với những cái, thứ nhất là vấn đề nhân bản của con người, thứ hai là những cái điều kiện cho phép mà Liên Hợp Quốc đang đề cao những cái giá trị đấu tranh đó, chúng ta tôn trọng tuyệt đối. Dĩ nhiên diễn đàn Việt Forum cũng không đi ngoài những mục đích là mang lại đời sống bình yên và hạnh phúc cho người dân Việt Nam qua tinh thần đấu tranh bằng mọi phương tiện để lật đổ cái chế độ Cộng sản. Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng sơ lược lại cái diễn đàn Việt Forum này không chỉ đơn thuần chỉ là một cái tổ chức tập hợp nói trên đài truyền hình mà thôi, mà thực sự đây là một cái phong trào để tạo lại một cái sức sống, một cái tinh thần đấu tranh cho nhiều giới, những thế hệ tiếp nối. Chúng ta nuôi dưỡng cái tinh thần dân chủ và nhân quyền, chúng ta phải đưa ra những chính sách hành động để tạo được những sức mạnh. Thứ nhất, nếu chúng ta chưa thắng được Cộng sản thì ít nhất gì chúng ta cũng tạo được những cái áp lực để những người Cộng sản phải tôn trọng đời sống và sức sống của tất cả những thế hệ kế tiếp. Những người Cộng sản không thể hủy hoại sức sống của người dân Việt Nam bằng những cái sự đàn áp, những cái chèn ép của họ. Và diễn đàn Việt Forum không chỉ đơn phương nói về mặt chính trị mà thôi, mà thực sự diễn đàn Việt Forum của chúng tôi là những một tập hợp của nhiều nhà chuyên gia khác nhau. Chúng tôi lo về vấn đề môi sinh, chúng tôi lo về vấn đề bảo vệ nguồn nước sạch, biển sạch cho Việt Nam. Chúng tôi lo cả về vấn đề giáo dục và luật lao động cho công nhân Việt Nam. Chúng tôi tôn trọng những cái quyền bình đẳng cho lao động Việt Nam. Có thể nói cái diễn đàn Việt Forum này là một cái tập hợp của những người anh em trẻ có tâm huyết với đất nước Việt Nam, có kiến thức đủ về mọi sinh hoạt của xã hội để chăm lo một cái sách lược mới mà chúng tôi gọi là xây dựng một sách lược chính trị cho Việt Nam. Thì giới thiệu, hân hạnh để giới thiệu đến tất cả quý đồng hương xa gần, đặc biệt là những người có tâm huyết với đất nước, quan tâm đến cái chủ trương cũng như cái chương trình hành động mà của Việt Forum đưa ra. Đây có thể nói là một cái lộ trình mới mà có thể hòa nhập được hết tất cả những dòng sinh hoạt chính trị đang có tại hải ngoại cũng như đang có tại quốc nội. Hy vọng chúng tôi sẽ đón nhận được sự tiếp tay đóng góp của tất cả mọi thành phần dân tộc để chúng ta tạo được một tiếng nói chung, tạo được một lực mạnh đủ để lật đổ Cộng sản, hay nói một cách mạnh mẽ hơn, làm thế nào đó để Cộng sản phải tôn trọng rằng Việt Nam cần phải có một tập hợp nhiều đảng phái đa nguyên để vận hành cái đất nước quốc gia chúng ta. Xin mời bác sĩ Tuyên góp ý thêm. Vâng, như quý vị biết thì chúng ta đang trong những ngày xuân, thì làm cho tôi nhớ lại là cái mùa xuân Ả Rập ở châu Phi, như anh Tống vừa nhắc tới. Quý vị biết rằng là những người lãnh đạo của cái cuộc cách mạng đó đã thành công thì những người đó là trên dưới 26 tuổi thôi. Thì cũng như anh Tống nói và tất cả quý vị biết thì họ liên kết với nhau đó, họ liên lạc với nhau đó qua cái hệ thống Internet cũng như là Facebook và Twitter. Nhưng mà nó có cái điều này anh nè, tức là có một cái biến cố nho nhỏ, ví dụ như là một anh bán hàng rong bị đàn áp rồi sau đó thì bị đánh đập, thì chính nhờ cái nhân tố đó thì họ mới đoàn kết với nhau, họ kêu gọi cái lòng yêu nước và họ đi đến sự thành công. Còn đối với Việt Nam chúng ta đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta đã bị đàn áp và chúng ta có hàng triệu người đã bị đánh đập và bị hàm oan, bị tù đầy hơn nhiều những cái người ở bên châu Phi. Nhưng mà tại sao mà chúng ta chưa đoàn kết được? Tại vì chúng ta thấy rằng là cái hệ thống ở bên châu Phi đều độc tài, nhưng mà họ là nước không cộng sản. Vậy thì đặt câu hỏi với anh Võ Đức Văn cũng như là Lý Tống đó, thì với Cộng sản Việt Nam đó, họ có những cái sách lược qua nhiều năm, hầu như là đến 70 năm của cái đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy rằng là họ có sự bách cấp, tức là hỗ trợ của bên Trung Cộng. Vậy thì theo anh thì cái sách lược chúng ta đấu tranh như vậy đó, thì cái hỗ trợ bên ngoài để tác động với Trung Cộng để mà làm sao cho cái bên Việt Nam phải làm sao tách biệt ra và chúng ta giải quyết được vấn đề Việt Nam trong thời điểm này. Thế tôi thấy như quý vị, tại sau khi Liên Xô sụp đổ, sau khi Đông Âu sụp đổ,
thì tất cả những nước, những cái dân chúng ở trong Liên Xô như là đông, họ không nhờ sự hỗ trợ của bất cứ nước nào ở ngoài, dù là cường quốc Mỹ. Họ chỉ cần gọi là dùng cái là people's power, sức mạnh quần chúng. Và với sức mạnh quần chúng thì chỉ cần đồng bào xuống đường hàng ngàn, hàng chục ngàn người và xuống đường liên tục trong một thời gian vài tuần thì những cái chế độ đã từng sụp đổ. Đó là những nước cộng sản như là Liên Xô, một thành trì của cộng sản mà đã phải sụp đổ. Và những cái Liên Xô, tất cả các nước gọi là Đông Âu, những cái chư hầu của Liên thì đã sụp đổ rồi. Thì cái chuyện mà People's Power là cái học thuyết này tôi đã viết trước khi mà dân Phi Luật Tân lật đổ Marcos, trước khi cả cái cuộc cách mạng Nhung, cách mạng Hoa Hồng xảy ra ở bên kia. Thì bây giờ tôi cũng áp dụng lại cái People's Power, nhưng mà với Việt Nam mình không thể đi bộ, không thể ngồi tòa khác, mà chúng ta phải lên xe. Là vì qua kinh nghiệm, chúng ta đi biểu tình bằng xe thì thứ nhất là biểu tình hòa bình, chúng ta không dùng bạo lực. Thứ nhì, đi bằng xe là không thể bị nó bắt, không thể bị bắn chết như là những cái cuộc biểu tình khác. Thì là cái biểu tình bằng xe là hoàn toàn an toàn. Và thứ nhì nữa là nó hợp với những cái quy định của Liên Hợp Quốc về những cách không dùng bạo lực, không dùng tất cả những cái hành động bằng vũ trang như cái cuộc cách mạng khác. Riêng cá nhân tôi thì nghĩ rằng đó, chúng ta tranh đấu cho vấn đề Việt Nam á, hoàn toàn phải ảnh hưởng bởi những cái thay đổi lớn của thế giới. Trước đây năm 1990 và 91, cả thế giới đã thay đổi một khi mà chính sách của Hoa Kỳ nhìn đến cái sự làm nhỏ cái nước Nga ra. Nếu mà không muốn nói là làm nước Nga tan thành nhiều cái nước nhỏ, thì tôi tin rằng á, cái vấn nạn Trung Cộng đang là vấn đề đối với vấn đề thế giới, chứ không phải riêng Mỹ. Cả thế giới đang lo về vấn đề vấn nạn Trung Cộng, đặc biệt là Liên Âu và Hoa Kỳ. Thì chúng ta có thể chưa dám quả quyết, nhưng mà đâu biết rằng chính sách bẻ Trung Hoa trở thành nhiều nước nhỏ đang là một vấn đề nổi cộm của vấn đề thế giới. Tôi tin rằng nếu mà cái chính sách đó nó được áp dụng trong thời điểm 2017 này, thì đây là một cái cơ hội cho hoàn cảnh Việt Nam. Chúng ta độc lập, tách rời khỏi ảnh hưởng của Trung Cộng, hay nếu mà gọi theo tiếng Trung bây giờ gọi là thoát Trung, thì Việt Nam không thể thoát Trung nếu mà không có những cái xu hướng chính trị thế giới áp đặt trên cái sự bành trướng của Trung Hoa ngày hôm nay. Sách lược của Donald Trump đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với chúng ta biết rằng là Donald Trump không công nhận là chỉ có một nước Trung Hoa. Ông luôn luôn sẵn sàng để tạo ra nhiều nước Trung Hoa. Đó là lời nói của Trump. Bằng chứng chúng ta đã thấy nữ tổng thống của Đài Loan đã tuyên bố sẽ độc lập, và Hồng Kông sẽ là bước bế tiếp theo để giành cái độc lập khỏi cái ảnh hưởng của Trung Hoa. Không biết chừng Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông và những cái tiểu bang chung quanh mà bị Trung Cộng đã sáp nhập vào trong những thời gian chiếm đóng đó đều cùng đứng lên, thì đây có thể nói rằng một cái biến cố Liên Xô lần thứ nhì xảy ra của thế kỷ. Thì chúng tôi hy vọng rằng chúng ta phải chuẩn bị, cái diễn đàn Việt Forum chỉ là đưa ra những sự tiên liệu và những sự chuẩn bị để đối phó với cái hoàn cảnh chính trị thế giới. Nếu xảy ra như vậy, chúng ta phải đẩy mạnh để thứ nhất tách rời cái ảnh hưởng của Việt Nam ra khỏi Trung Cộng. Thứ hai, chính vì cái sự tách rời đó, Cộng sản sẽ yếu thế và sẽ đứng về phía đại đoàn kết của dân tộc. Hoặc là họ sẽ phải bị tiêu diệt, hoặc là phải nhượng bộ tất cả những đòi hỏi của tất cả người dân Việt Nam chúng ta. Cảm ơn Văn, rất nhiều cảm ơn Lý Tống và những cái câu hỏi vừa rồi. Như quý vị biết thì trong tháng 11 vừa qua thì có một sự kiện thì tất cả chúng ta đều quan tâm, đó là việc ứng cử và cũng như là được đắc cử của Tổng thống Donald Trump. Anh Văn cũng vừa nhắc tới. Thì chúng ta thấy rằng là Tổng thống Donald Trump cương quyết rất là mạnh mẽ, và ông cũng đã có những cái bước đi và những lời tuyên bố mạnh mẽ. Nhưng mà trong những ngày gần đây chúng ta thấy rằng là vị ngoại trưởng mà đã được chọn đó để là thân Nga, thì phải chăng là hiện nay Hoa Kỳ đang đặt một cái thế là tam quốc, nghĩa là Hoa Kỳ, Nga và Trung Cộng trong cái thế liên hoàn để mà có một cái bàn cờ trật tự thế giới, theo Lý Tống như thế nào? Như quý vị biết, tôi là người Việt Nam không phải là duy nhất, nhưng người đầu tiên ủng hộ bầu cử cho ông Barack Obama.
Và vừa rồi thì tôi là ủng hộ cho bà Bill Clinton, là tại vì sao tôi nói nước Mỹ này cần phải thay đổi tận gốc rễ. Cái thay đổi tận gốc rễ trước hết là phải đưa người da đen lên làm tổng thống, rồi đưa đến phụ nữ, và sau đó sẽ đi đến gọi là da đỏ, rồi da nâu, rồi đến da vàng. Tức là da vàng sau đó sẽ có hoặc Việt Nam hoặc Nhật hoặc Tàu. Thì với cái sự thay đổi về các cái chủng tộc như vậy thì nước Mỹ mới là thay đổi thật sự. Chứ không thể để cho một người da trắng họ hoàn toàn thống trị gọi là white supremacy được. Nhưng mà cuối cùng thì ông Donald Trump là thắng cử. Nhưng mà với tôi, ông Donald Trump sẽ có hoặc là sẽ gây cho nước Mỹ này trở thành một cái cường quốc thật sự lãnh đạo thế giới, hoặc là ông sẽ đưa nước Mỹ xuống hàng thứ ba của thế giới. Tại vì ông Donald Trump là một người tuyên bố rất mạnh, nhưng mà ông không, cái lập trường ông rất là chao đảo. Có thể hôm nay ông nói thế này, ngày mai ông nói thế khác. Như anh vừa nói, ông chống Liên Xô nhưng ông đưa một người ngoài Bộ trưởng Ngoại giao thân với Liên Xô từ 15 năm nay. Và ông chống Trung Cộng nhưng mà đưa một cái vị đại sứ Trung Cộng là thân với Tàu từ 25 năm nay. Thành tất cả những cái chính sách của ông Donald Trump chúng ta không thể biết được là ông nói thế này nhưng ông có thực hiện được những lời ông nói không. Nếu mà ông thực sự thực hiện được như ông nói thì đó là một cái hạnh phúc lớn cho nhân loại. Nhưng mà nếu ông nói một đường, ông làm một nẻo thì có thể không những gây tai họa cho Mỹ mà gây tai họa liên đới đến các nước như Việt Nam chúng ta. Tại vì nếu ông thật sự ông nghiêng mạnh về Liên Xô và Trung Cộng à, thì như vậy chúng ta sẽ không còn một cái tự hoàn toàn tự lực cạnh tranh, hoàn toàn tự lực đấu tranh để sống còn được. Thành cái ông Trump này là một cái văn bài mà chúng ta không thể đoán được là tại sắc là tại, hay là tại gì. Okay, thì trở lại vấn đề là chúng tôi cũng kính thưa với quý vị, cái chủ đạo mà diễn đàn Việt Forum chúng tôi chọn đi đó là một cái tập hợp về dân chủ, cấp tiến và đa nguyên. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng là chúng tôi mời tất cả các thành phần có những cái ý kiến khác biệt với nhau. Ở đây bác sĩ Tiên, cá nhân tôi và chiến sĩ Lý Tống đã có những cái ý kiến khác biệt với nhau về cái nhìn về vấn đề Việt Nam, để quý vị thấy rằng cái tinh thần cấp tiến và đa nguyên của tập hợp diễn đàn Việt Forum rất cần thiết cho vấn đề phát triển được một lộ trình mới cho Việt Nam. Chúng tôi muốn được lắng nghe của tất cả mọi tư duy trong toàn xã hội. Đó là tập hợp đa nguyên của chúng tôi. Thành thử vì lý do đó, diễn đàn Việt Forum sẽ đưa đến những cái buổi tổ chức để lắng nghe tiếng nói của nhiều thành phần trong cộng đồng chúng ta, nhiều đảng phái chính trị khác nhau, để chúng tôi đốc kết lại những cái bài toán chung, một cái đáp số chung mà anh em chúng tôi có thể thực hiện được, những người trẻ có thể hoài bão thực hiện mà thỏa mãn được tất cả mọi tâm tư, mọi suy nghĩ của mọi người. Ở đây là một tập hợp mà chúng tôi đưa ra những sự tiên liệu về vấn đề chính sách mới của nước Mỹ đối với vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương cũng như vấn nạn Trung Cộng, chứ không phải là một sự quả quyết rằng chính phủ của Donald Trump sẽ làm như thế. Do thế, những gì chúng tôi trình bày hôm nay chỉ là những cái sự tiên liệu, tiên đoán một chính sách mà anh em chúng tôi chuẩn bị để đáp ứng cho cái nhu cầu chính trị của 4 năm tới. Nếu tình huống thế giới nó thay đổi theo chiều hướng chúng tôi để tiên liệu thì rõ ràng anh em chúng tôi đã có sự chuẩn bị và sẽ thỏa mãn được những sự chuẩn bị đó trong những cái sinh hoạt, những cái hành động mà anh em chúng tôi có thể làm được. Xin mời bác sĩ Tiên. Như biết thì chế độ cộng sản 40 năm qua thì đó là một cái ung nhọt của cái dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì tất cả mọi người thì đều biết rằng là nó, đó có một sự tàn ác, là một sự dã man, và cái tòa nhà gọi là rủng nát của cái chế độ cộng sản đó, nó đã rượu rạo rồi. Vậy thì tất cả chúng ta đều mong muốn một cái lực, một cái ngọn gió nào đó để mà đánh sập. Vậy thì theo anh thì cái ngọn gió nó đến từ đâu? Và cách nào để chúng ta tạo cái ngọn gió, tạo một cái lực để mà xóa tan cái chế độ cộng sản? Thì như rất nhiều người họ thường nghĩ là nước Mỹ này họ có một cái chính sách hàng trăm năm, chứ không phải là chính sách hàng năm. Nhưng đó là chúng ta, tôi nghĩ đó là hoang tưởng. Và chính tôi là người học về political science. Và cái câu nhập tâm đầu tiên là politics is the next election. Tức đối với Mỹ, cái chính trị là gì? Là chỉ quan tâm đến cuộc bầu cử sắp tới.
đảng ta thắng thôi. Thì như quý vị biết bao nhiêu ông tổng thống đã hứa hẹn bao nhiêu điều, nhưng trong thời gian lên làm tổng thống không có thực hiện được bao nhiêu lần hết. Thì cũng như ta thấy ông Donald Trump bây giờ trong cái staff ông là ông đưa lên 4 tướng hồi hưu và tất cả các người khác đều là tỷ phú hết. À, và chúng ta cũng đang nghe cái Trump Plaza, và bây giờ tất cả các nước khác đều ùn về đó để mướn chỗ đó, mà ông biết mỗi lần mọi người mượn là 100.000, 200.000 đô la. Thành bây giờ mà nếu mà chúng ta tiên liệu đến một cái chiến lược lâu dài, chính sách lâu dài dựa trên cái chính sách của nước Mỹ thì có thể chúng ta sẽ không đi đến đâu. Tại vì nước Mỹ này thật ra chẳng có một cái chính sách gì ngoài là policy is the next election. Ông mình đối với tôi từ trước giờ là chúng ta phải tự lập thôi. Trong tất cả cái chúng ta đã từng nương tựa vào nước Mỹ và cuối cùng là nước Mỹ đã bỏ chúng ta, và chúng ta giờ phút này mất nước, thì cái chuyện mà chúng ta tự lập, tự có thể là tự sống còn được thì là bằng cách là dân chủ Việt Nam trước hết họ phải có một cái quyết định rõ ràng, thà chết vinh hơn sống nhục. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ tiếp tục là thà sống vinh sống nhục hơn chết vinh thì rất là khó để mà bắt đầu một cái hành trình hay là một cái cuộc cách mạng đó. Thì vấn đề sau bao nhiêu năm cộng từ 75 đến nay cộng sản thống trị miền Nam, họ đã làm cho tất cả cái toàn dân, tức là mình không nói miền Bắc là tự bị cộng sản đô hộ lâu rồi, mình nói miền Nam thôi, từ 75 giờ thì bây giờ những người nào về trở lại Sài Gòn đâu, thì ngay chính những cái đứa con nít 5-7 tuổi nó cũng đã có thể lường gạt được chúng ta. Và những người trong nước Việt Nam bây giờ, nếu người giàu, tức là những người tỷ phú triệu phú, thì họ lo hưởng gọi là hưởng lạc tối đa, và những người nghèo khổ thì chỉ cắm cụi là bán lưng cho đất bận, bán mặt cho đất bận, lưng cho trời để kẻ mang qua ngày. Thì làm sao để có thể thay đổi được một cái nào trạng mà để vì Việt Cộng nó nhồi sọ trong mấy chục năm qua. Thì chỉ có một cách là bây giờ chúng ta thấy rõ ràng đã có một số nhà yêu nước, họ chịu xuống đường, họ chịu ở tù, họ chịu đủ thứ cái khổ cực của họ. Và như quý vị, trong thời gian trong những năm qua tôi cũng là nhà tranh đấu nhưng mà những lúc tôi có tiền là tôi cũng ủng hộ những người trong nước, chẳng hạn nhà tranh đấu ở tù 1.000 đồng nhà. Thì cái vấn đề ở hải ngoại mình, cái nhiệm vụ chính là yểm trợ giúp người trong nước. Bây giờ cứ ai ở tù là anh làm thế nào giúp đỡ để cái gia đình họ và người trong tù không phải gọi là khổ sở. Thì bây giờ những cái người mà họ xuống đường họ làm cái gì thì vấn đề là sợ vợ con chết đói, sợ họ đủ thứ. Thì làm sao cứ mỗi người nào mà xuống đường mà bị ở tù, chúng ta sẽ giúp đỡ về phương tiện tài chính để họ sống. Thì cái đó cái đầu tiên. Và trong nước một lúc mà họ thấy rằng có ở tù thì không có thiệt hại gì đến gia đình nhiều, mà đúng là một cái đóng góp của họ, thì họ bắt đầu thấy được những cái sự yểm trợ ở nước ngoài như vậy, thì họ sẽ tiếp nối từ hàng chục rồi lên hàng trăm hàng ngàn người. Và khi mà cái số đông dân chúng họ đã cảm thấy an toàn khi ra tranh đấu. Và tôi đặc biệt tôi nhắc quý vị là trong nước Việt Nam trong thời gian qua chính giới phụ nữ là những người tranh đấu mạnh nhất. Tất cả những cái cuộc chống đối, những cuộc gọi là chống trả cộng sản là hầu hết là đều phụ nữ. Và có thể chúng ta sẽ có những trưng trắc trưng nhị trong tương lai để lãnh đạo cái cuộc cách mạng và là đua xe của tôi. Vâng, cảm ơn anh nhiều. Có theo anh Văn như thế nào? Nói về vấn đề mà tự lập thì rõ ràng chúng tôi hoàn toàn đồng ý trên quan điểm chúng ta phải tự lập để vực dậy cái cuộc cách mạng này, lật đổ cộng sản bằng chính sức lực của người Việt Nam mình. Điều đó tuyệt đối là một sự cần thiết. Tuy nhiên, tất cả những cái ảnh hưởng, những cái xu hướng thế giới, những cái chuyển động đều là những cái quan liên quan đến những cái thay đổi chính trị rất lớn lao. Nó đã xảy ra trên toàn thế giới. Bất cứ một cái cuộc cách mạng nào cho ở một quốc gia nào đều có những sự ảnh hưởng bởi các cường quốc. Tôi điển hình, Miến Điện
hay là những cái cuộc cách mạng về Bắc Phi vừa rồi, rõ ràng đó là một chính sách mà được sự hỗ trợ của đất nước Hoa Kỳ, của chính phủ Hoa Kỳ và của Liên Hiệp Quốc một cách hết sức là tích cực. Thì trở lại vấn đề Việt Nam, anh Tống có những cái tư duy rằng nước Mỹ đã từng bỏ rơi Việt Nam một lần. Điều đó chúng ta cũng nên, có thể nói là nên đừng quá chủ quan để tin vào họ. Tôi hoàn toàn cái cảm xúc đó tôi hiểu được, tôi chia sẻ được với tất cả những người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta bị một cái xót xa là người bạn đồng minh của chúng ta đã không muốn nói rằng là bán đứng Việt Nam để đổi lấy những cái chủ quyền của về quyền lợi rút quân ra khỏi Việt Nam, và những cái sự thương lượng giữa Bắc Kinh và Hà Nội, giữa Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn vào 1971. Nhưng mà xin thưa rằng đó là một cái ván cờ mà vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay. Ván cờ Hoàng Sa, ván cờ Việt Nam với Trung Cộng và Hoa Kỳ vẫn còn tiếp diễn cho tới ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng bởi vì Donald Trump đã đưa Henry Kissinger gặp lại Tập Cận Bình trong một cái mission nào đó, điều đó cho chúng ta thấy tại sao không chọn người nào mà lại chọn ông Henry Kissinger, một vấn đề, một nhân sự liên quan đến sự bỏ cuộc chiến Việt Nam, một nhân sự liên quan đến vấn đề Việt Nam. Thì đây là một cái dấu hiệu mà nếu chúng ta tiên liệu về vấn đề chính trị và kinh tế, chúng ta không thể bỏ qua được. Henry Kissinger đi Bắc Kinh phải có một mission nào đó, và anh em chúng ta, những người Việt Nam, những người có tâm huyết Việt Nam, phải nhìn đó là một sự việc mà chúng ta cần phải những có một bước hành động để đáp ứng những cái vấn đề đó. Trở lại tiếp theo, chúng tôi Diễn đàn Việt Forum có những cái chương trình hành động mà nhắm đến nhiều cái mặt trận, chứ không phải chỉ là dựa vào cái mặt trận của Quốc hội hay là Chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi có thành viên của Diễn đàn Việt Forum tham gia trực tiếp vào các cuộc đấu tranh tại quốc nội Việt Nam. Anh em chúng tôi là những người tham dự trực tiếp vào những sinh hoạt, những cái xót xa của người dân Việt Nam. Đó là mặt trận quốc nội. Tại hải ngoại này, Diễn đàn Việt Forum sẽ có nhiều thành viên tham gia tích cực vào tất cả các phong trào tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Anh em chúng tôi đóng góp công sức, tâm huyết và thời gian cho tất cả những sinh hoạt đó. Đó là hai cái mặt trận mà Diễn đàn Việt Forum chủ trương đến. Vấn đề mặt trận thứ ba, có một cái vấn đề hết sức là then chốt mà ít ai nghĩ rằng có cái quyết định về vấn đề kinh tế Việt Nam. Đó là các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam. Họ nắm về vấn đề kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề kinh tế là vấn đề quyết định cho sự thay đổi vấn đề chính trị Việt Nam. Chúng tôi thưa rằng Diễn đàn Việt Forum đã có những cái chính sách, những cái sách lược để tìm đến các công ty đa quốc gia đang nắm cái sinh mạng kinh tế Việt Nam, thương lượng với họ những cái sách lược về vấn đề kinh tế, làm thế nào đó để thứ nhất tôn trọng cái quyền lao động của người dân Việt Nam, tôn trọng sự công bằng và bảo vệ sự an toàn cho người dân Việt Nam. Đó là chính trị mà chúng tôi tin rằng những cái lời nói chúng tôi không phải là những lời nói theo gió theo mây, mà chúng tôi áp dụng trên những cái luật pháp chế tài của nước Mỹ và Liên Hợp Quốc đối với các công ty đa quốc gia, họ không thể làm trái hơn được, và chúng tôi cũng không nói cái điều gì ngoài những sự cho phép. Thành thử đây là một cái mặt trận mà chúng tôi có thể xem rằng là rất là then chốt trong vấn đề thay đổi chính trị Việt Nam. Cảm ơn anh Văn rất nhiều. Như biết thì trong các cuộc đấu tranh chúng ta ở trong nước cũng như là ở hải ngoại, và nhất là trong nước, chúng ta thấy là giới trẻ, tức là những cái giới mà đã sinh sau năm 1975, tức là họ là nạn nhân của cộng sản thì đúng hơn, thì theo chúng tôi được biết thì rất là nhiều những người đấu tranh như vậy đã bị tù đầy, đã bị giam cầm rất là nhiều năm. Vậy thì ở hải ngoại này cũng có những cái vị dân cử được dấn thân rất là trẻ, và có những cái sĩ quan ở trong quân lực của Hoa Kỳ cũng là những cái người tướng tá và rất là trẻ. Vậy thì theo anh Tống cũng như là anh Võ Đức Văn, thì chúng ta làm sao để kết nối những người trẻ trong nước có lòng yêu nước và những người trẻ hải ngoại, bởi vì những dân cử, những người tham gia đấu tranh và những bạn trẻ sinh viên, để mà cùng nhau tạo thành một cái lực để mà chúng ta tranh đấu cho một cái sự dân chủ hóa cho Việt Nam trong tương lai. Như quý vị thấy là bây giờ có những người trẻ hải ngoại họ cũng tập hợp với nhau và cũng là từng liên lạc với quân đội, thì đó là cái bước khởi đầu rất là hy vọng. Thì chúng ta lúc nào giữa hải ngoại quân đội chúng ta cần phải có một sự liên hệ, nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta phải yểm trợ, tại vì cái lúc cái bao tử đói thì là
con người không thể hành động theo ý mình được. Thì ít nhất chúng ta phải cho họ đỡ lo về một cái mặt nào đó, chẳng về mặt tài chánh. Thì như vậy thì họ có thể hoàn toàn hy sinh tất cả những thì giờ có thể cái bản thân cái tánh mạng họ cho cái công cuộc cứu nước được. Thì như tôi nói là tất cả cái gì nó cũng có lệ thuộc về cái hoàn cảnh thế giới, hoàn cảnh các nước xung quanh. Thì những cái chuyển động trên thế giới nó sẽ rất là hệ trọng đối với Việt Nam. Nhưng mà dù cái chuyển động trên thế giới nó thuận lợi cho Việt Nam nhưng mà thì là càng tốt, nhưng mà nếu nó nghịch với Việt Nam thì chúng ta vẫn có thể là tự lập tự cường, chúng ta vẫn có thể làm được công cuộc chúng ta. Chứ bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ đến lúc mà cái thế giới này toàn những cái thế lực nó yểm trợ ủng hộ chúng ta thì chắc là chờ rất là lâu. Nhưng mà dù trong giông bão hay dù trong một trời nắng đẹp trời, tức là chúng ta thời tiết có thế nào hay là trên lực lượng trên thế giới nghiêng ngả với ta, mà chúng ta phải dựa vào tự lực tự cường, cái sức mình là chính. Thì như vậy thì chúng ta mới có thể là tiến hành những cái cuộc cách mạng để lật đổ chế độ cộng sản sớm hơn, chứ không thể được nhiều. Thì theo văn thì giới trẻ trong nước và giới trẻ hay ngoại làm sao có một tiếng nói chung anh? Trong lần hội thảo ngày hôm nay, trình bày ngày hôm nay, chúng tôi chưa có chuẩn bị những thành viên mà trình bày đến tất cả khán thính giả xa gần biết được những cái sinh hoạt của giới trẻ hải ngoại và giới trẻ trong nước như thế nào. Trong diễn đàn Việt Forum chúng tôi, anh em chúng tôi có những thành viên lo về những cái bộ phận đó. Chắc chắn là những lần tới chúng tôi sẽ mời những thành viên đặc trách về vấn đề thanh niên, quốc nội và hải ngoại đến trình bày những cái sự đóng góp giữa hải ngoại và quốc nội, những cái nguồn tài chính mà chúng tôi đã trực tiếp hỗ trợ cho tất cả các anh chị, những nhà dân chủ đang hoạt động trong nước. Anh em chúng tôi bằng tâm huyết, bằng công sức của mình đã đi quyên góp những cái số tiền nho nhỏ. Tuy rằng đó là những sự đóng góp rất là tích cực cho những nhà sinh hoạt dân chủ ở Việt Nam sống còn qua ngày và đương đầu với vấn đề pháp lý. Và chúng tôi cũng quan tâm về vấn đề pháp lý để bảo vệ những người đó. Thì nói chung diễn đàn Việt Forum chúng tôi có thể nói là một tập hợp để lo tất cả những cái việc mà những người tranh đấu cần thiết. Chúng tôi không phải là một cường quốc để lo được hết tất cả mọi việc. Tuy nhiên, một bước đi nhỏ của anh em chúng tôi sẽ khởi động được những cái công việc lớn mà tập thể đồng bào, số đông của chúng ta sẽ quan tâm lớn hơn. Đó là vấn đề tự lực cánh sinh. Chúng tôi luôn luôn chủ động. Bài học Việt Nam 1975 là một bài học kinh nghiệm mà những giới trẻ Việt Nam lấy đó là một bài học để chuẩn bị cho một tương lai. Chúng tôi không nhìn bằng một cái bi quan để xem đó là những người đồng minh phản bội bạn bè của mình. Mình không mất niềm tin với họ. Chúng tôi không nhìn theo cái quan điểm đó. Mà chúng tôi xem rằng bài học lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 75 là một bài học về kinh nghiệm mà giới trẻ Việt Nam cần thấy được để chuẩn bị cho mình một thế chủ động trong vấn đề tinh thần tự lực, dân chủ tự quyết cho vấn đề Việt Nam. Rồi, cảm ơn Văn rất nhiều. Như biết thì vào ngày 22 tháng Giêng năm 2017 sắp tới đây, chúng ta có một hội thảo tại thành phố Westminster ngay City Hall. Thì nơi đó thì chúng ta sẽ có những cái người bạn trẻ, những người đã từng dấn thân bị tù đày ở Việt Nam nữa, họ trở về đây và họ sẽ có những chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc đấu tranh. Đặt câu hỏi riêng với anh Văn, vậy thì nếu mà các bạn trẻ đó dấn thân thì theo anh nghĩ thì họ có phải là một cái nhóm lửa hay là một ngọn lửa để mà thu hút tất cả những bạn trẻ khác nhìn nhận lại cái sự sứ mệnh của mình là cũng phải có sự đóng góp cho cái vấn đề dân chủ cho Việt Nam? Xin thưa với bác sĩ Tuyên cũng như khán thính giả xa gần, trong nhiều tháng qua, có thể nói là nhiều năm qua, tôi với tư cách là một người chiến sĩ đấu tranh đã liên kết được nhiều tổ chức giới trẻ tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam và cả Úc Châu cũng như Liên Âu. Chúng tôi muốn tạo được một cái network, một cái mạng đấu tranh đấu mà bởi những người ở cái thế hệ tiếp nối. Thì bằng cách này hay cách khác, chính vì những cái sự liên kết như vậy, chúng tôi tạo thành một cái mạng chung từ nhiều nước khác nhau, kể cả Việt Nam. Chúng tôi chia sẻ những cái thông tin, những cái sự chuẩn bị đấu tranh như thế nào, anh em chúng tôi chia sẻ được những điều đó. Chính vì vậy mà một vài thành viên của diễn đàn Việt Forum trước đây đã vào Việt Nam tham dự những cái chương trình sinh động đó, những chương trình hoạt động đó. Và anh em chúng tôi đã biết được
có thể rờ được cái xã hội Việt Nam, thấy được cái xã hội Việt Nam một cách tường tận, chứ không phải chúng tôi chỉ nói lý thuyết trên một cái diễn đàn rồi xong là hết. Chúng tôi là những người chiến sĩ, có thể xác nhận rằng là đây là những người chiến sĩ sẽ đi làm cái công việc tranh đấu cho vấn đề dân chủ và nhân quyền Việt Nam bằng chính tâm huyết, công sức của mình. Vâng, cảm ơn anh. Bây giờ đặt câu hỏi với lại anh Hùng Lý Tống. À, trong 40 năm qua, rất là nhiều tổ chức, rất là nhiều những người hy sinh để đấu tranh cho vấn đề về dân chủ cũng như là tự do cho Việt Nam. Vậy thì đâu là cái sự chưa thành công và đâu là cái sự nghi ngại của số đông quần chúng tại quốc nội cũng như hải ngoại? Thì như chúng ta nghĩ lại về trong cái thời gian từ những năm 7, 8, 9, chúng ta có những cái phong trào, những tổ chức là vận động và đã được quần chúng ủng hộ rất là mạnh mẽ. Và quyên tiền, đóng góp tiền, tức là ai cũng rất hy vọng. Nhưng mà nó khổ cái là có những cái tổ chức đó, họ đã không làm đúng theo ý nguyện quần chúng. Và có thể sau này có thể hàm đi với những cái chính sách, họ có thể ngược lại cả cái ý nguyện quần chúng nữa. Thì cái dân ở hải ngoại chúng ta vừa mới qua Mỹ trong những năm đầu, cái tinh thần chống cộng rất cao. Nhưng mà sau này vì những cái tổ chức, những cái nhà hoạt động đã làm cho họ thất vọng. Cho nên bắt đầu gây được một cái tinh thần, cái khí thế để tất cả mọi người mà trở lại tinh thần như xưa rất là khó. Nhưng mà trong nước, tôi chỉ kể một chuyện nhỏ thì quý vị thấy, để quý vị cũng cảm thấy rất là yên lòng. Là tôi bên San Jose, tôi gặp một cô Tessele của Việt Cộng trong ngày buổi đám tang. Thì cô gặp tôi, cô mừng quá. Em là bạn của hai cô Thủy Tiên mà bị anh trói ở trên phi cơ trong cái chuyện mà cướp phi cơ trở về Việt Nam. Thì nói thật với anh, hai cô đó cũng rất là phục anh. Mà em ngoài Bắc, không những em, gia đình em, hàng xóm của em và ngay chính có những công an, bộ đội cũng rất phục anh. Thì cái đó phải nói để tôi cảm thấy sướng là phục tôi ra. Tức là người dân mà họ yêu mến Lý Tống chừng nào thì họ ghét chế độ cộng sản như vậy. Thì chừng đó chứng tỏ ngoài Bắc mà họ còn thấy biết được chuyện Lý Tống và họ yêu mến cảm phục Lý Tống, thì như vậy mình đã thấy là có sẵn một cái cơ sở về tinh thần là dân chúng họ đã thù ghét. Cái ngoài Bắc là họ sống với cộng sản bao nhiêu năm mà bây giờ họ thích một người trong Nam, một người như Lý Tống, thì cái đó chứng tỏ cái chế độ cộng sản không còn ăn khách nữa. Chế độ cộng sản vẫn còn sống đến giờ phút này là vì họ dùng bạo lực. Nhưng mà với cái tinh thần của đồng bào mà đảng chán ghét họ như vậy, thì nếu chúng ta biết tập hợp, biết kích động, biết yểm trợ, thì những cái tất cả lực lượng của chúng họ một ngày đó họ sẽ xuống được. Thời giờ có hạn, thì ngày hôm nay thì chúng tôi đến quý vị trong cuộc bàn đàm này, thì hy vọng rằng là trong những ngày tới thì chúng tôi có tiếp tục những cuộc phỏng vấn cũng như là những anh em chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị, và mời anh Võ Đức Văn với những lời kết cuối cùng. Kính thưa quý khán thính giả xa gần khắp nơi, thì lần này là một buổi hội đàm cuối năm, nhân tiện cũng chuẩn bị bước sang một năm mới. Chúng tôi thay mặt cho tất cả các thành viên trong diễn đàn Việt Forum kính gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý đồng hương xa gần, tất cả khán thính giả xa gần khắp nơi của Việt New cũng như Việt Forum TV. Một năm mới an khang và thịnh vượng. Hy vọng chúng ta sẽ có những cái buổi hội đàm trình bày cặn kẽ hơn, thấu đáo hơn tất cả những cái vấn đề quan tâm đến cái hiện tình Việt Nam, để tất cả chúng ta có thể cảm thông, cùng có tiếng nói chung để xây dựng được một giải pháp chính trị cho Việt Nam trong thời đại mới. Chúng tôi kính chào quý khán thính giả. Xin mời anh Lý Tống. Kính thưa quý vị, là trong những thời gian qua cũng có rất nhiều người gặp tôi thì vẫn cứ hỏi là sao Lý Tống đã chuẩn bị phi vụ nào chưa. Thì thưa quý vị, lúc nào tôi cũng sẵn sàng lên đường, sẵn sàng phi vụ, nhưng mà sẽ có đủ nhiều điều kiện, thời cơ, rồi những nhiều yếu tố làm cho nó. Nhưng tôi có hứa với quý vị là Lý Tổng này chỉ lúc nào chôn xong thì mới không còn nhung như được. Ngày nào chưa chôn thì vẫn còn có những cái ý định và có sẽ thực hiện những cái điều mà góp một cái ngọn lửa hay góp một viên gạch, một cái phần nhỏ mình trong cái công cuộc lật đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam. Thì bây giờ sắp đến năm mới, chúng tôi cũng chúc tất cả quý vị là gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt, và nhất là business phát đạt.
là chúng ta phải có đủ những cái điều kiện như vậy thì vừa bản thân chúng ta là hạnh phúc mà chúng ta thể yểm trợ cho tất cả những cái lực lượng, những thành phần đấu tranh hải ngoại như quốc nội. Hẹn quý vị vào lần sau, kính chào quý vị. Xin kính chào tất cả quý vị. Quý vị có thể theo dõi nhiều chương trình hơn ở trang nhà của Diễn đàn Việt Forum qua mạng ở địa chỉ vietforum.tv. Xin nhắc lại, quý vị có thể theo dõi trang mạng vietforum.tv. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.